Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 để thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và một số nghị quyết liên quan vốn đầu tư công và các dự án quan trọng khác. Chủ trì kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh đến tầm quan trọng đối với các nội dung mà Hội đồng Nhân dân thông qua tại kỳ họp này. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết liên quan đến đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi sắp xếp, sáp nhập, thành phố Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên hơn 4.947 km², quy mô dân số là 1.236.393 người, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, có 133 đơn vị hành chính cấp xã gồm 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn, giảm 17 xã và tăng 9 phường. Cũng liên quan đến việc phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Nhân dân đã thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại 4. Ngoài ra, tại kỳ họp cũng đã thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu phí tham quan di tích và nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn sổ số kiên thiết, nguồn thu sử dụng đất, vốn tập trung trong nước, nguồn thu phí tham quan di tích và nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023. Bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 đợt 1. Quy định nội dung, nhiệm vụ chi, duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh, kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 và một số nội dung khác.